Gu Hyesun tiết lộ vẫn sống tốt bằng thu nhập từ thời vườn sao băng. Xuất hiện tại một chương trình phát thanh, nữ diễn viên Gu Hyesun đã có những chia sẻ gây choáng về tình hình tài chính của mình. Diễn viên Gu Hyesun cho biết, nếu làm việc chăm chỉ trong một tháng, bạn có thể có tiền để làm bất cứ thứ gì mình muốn trong một năm. Sau khi quay phim Vườn Sao Băng, tôi đã có thể sống thoải mái một thời gian dài, nhưng bây giờ đã đến lúc tôi phải tìm kiếm một dự án khác. Khi MC Park Myung-soo hỏi rằng có phải ý cô là trong suốt 12 năm qua, cô đã sống thoải mái như vào tiền thù lao có được trong phim Vườn Sao Băng hay không, Gu Hyesun xác nhận điều đó. Ngoài ra, cô cũng không ngần ngại thừa nhận mình sở hữu dinh thự rộng hơn 600m². Tuy nhiên, hiện tại đó là căn nhà của gia đình cô, còn nữ diễn viên đã dọn ra sống một mình. Nữ diễn viên chia sẻ, căn nhà em sống với gia đình rất lớn, nhưng giờ em sống một mình, vì vậy em chủ yếu sinh hoạt trong một phòng thôi. Hiện tại, Gu Hyesun đang làm việc trong công ty riêng của mình, có tên Gu Hyesun Film. Trong quá trình trao đổi, Park Myung-soo nói, tôi thực sự rất thích em sau khi xem show Sumi Lotge đài KBS2. Nam nghệ sĩ tiếp tục khen ngợi, anh cứ nghĩ em chỉ là một diễn viên, em đã làm những gì trong công việc thực sự của mình vậy. Diễn viên cho biết, hiện đầu tư thời gian viết nhạc, cô tự viết lời, làm nhạc, là đạo diễn cho những ca khúc thể loại New Age của mình. Khi được hỏi lý do tại sao ôm nhiều vai trò đến vậy, Gu Hyesun nhấn mạnh rằng, để thành thạo một thứ gì đó, người ta phải biết nhiều chuyên môn khác nhau. Cô giải thích, trước khi học chuyên ngành gì đó ở trường, bạn phải tham gia 12 khóa học khác nhau. Tôi nghĩ bạn phải biết tất cả mọi thứ để chuyên về một thứ. Cũng giống như việc bạn cần biết cả về cà phê và nội thất khi mở quán cà phê. Tôi nghĩ mình phải nắm được nhiều thứ thì mới thành thạo được một thứ. Trên trang cá nhân, Gu Hyesun cho biết cô được rất nhiều câu hỏi tò mò về việc bạn trai hiện tại của cô là ai. Tuy nhiên, nữ diễn viên nói sẽ giữ bí mật và không tiết lộ thông tin này cho bất cứ ai trong thời gian tới. Cô cũng cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm mình. Trước đó, trong một show truyền hình của đài KBS2, Gu Hyesun tiết lộ cô đang thích một người nhưng chưa thực sự yêu. Cô cũng thừa nhận muốn có một mối quan hệ tình cảm mới sau khi ly hôn chồng, nhưng đổ vỡ hôn nhân mách bảo cô cần phải thận trọng hơn khi tìm hiểu ai đó. Những chia sẻ của Gu Hyesun cho thấy cô đã thoát khỏi cái bóng của nỗi buồn hôn nhân tan vỡ để tìm hạnh phúc mới. Trong cuộc phỏng vấn này, cô không chỉ giới thiệu về sản phẩm âm nhạc mà còn chia sẻ những suy nghĩ về hôn nhân. Nữ diễn viên Vườn Sao Băng phát biểu, nửa kia nên là người có thể đùa vui như một người bạn, nên có tình bạn và lòng chung thủy trong hôn nhân. Gu Hyesun tiết lời, trong những lúc khó khăn, cả hai cần thấu hiểu và không phản bội nhau. Ngoài ra, nàng cỏ cũng tiết lộ một cặp đôi sống thoải mái với hôn nhân khi họ hoàn thành lời hứa hẹn với đối phương. Mặc dù không đề cập đến An Jae-un, nhưng nhiều người cho rằng Gu Hyesun đang đá xéo chồng cũ. Trước đó khi hai người đổ vỡ quan hệ, Hyesun từng tố Jae-un ngoại tình nhưng anh lên tiếng phủ nhận. Dường như Gu Hyesun vẫn chưa thể quên được chuyện quá khứ, việc cho nhắc đến lòng chung thủy và không phản bội trong hôn nhân được cho là cách mỉa mai An Jae-un. Gu Hyesun và chồng cũ diễn viên An Jae-un phát triển mối quan hệ sau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Blood năm 2015. Cặp đôi nên duyên vợ chồng một năm sau đó, đám cưới không được tổ chức với lý do tiết kiệm làm từ thiện. 4 năm sau đó, hôn nhân của họ trục trặc, cặp đôi nhiều lần cãi vã, chỉ trích nhau trên mạng xã hội, gây ra nhiều điều tiếng. Tới ngày 15 tháng 7 năm 2020, họ chính thức chia tay về mặt pháp lý. Gu Hyesun sinh năm 1984, được biết đến qua những bộ phim Vườn Sao Băng, Đôi Mắt Thiên Thần, Blood. Năm 2019, cuộc ly hôn lùm xùm giữa cô và An Jae-un trở thành tâm điểm của báo chí. Hiện tại, nữ diễn viên 8X dần cân bằng lại cuộc sống của mình. Cô cũng tiết lộ đã có bạn trai mới và lên kế hoạch cho đám cưới.